Ngũ vị tiên nương không thể thiếu một người. Kim Quang nghe lời mẹ, con là kim sanh vàng sanh bạc, đem bạc vàng phổ độ chúng sinh. Nhà nào nghèo, nhà nào khó, con đưa bạc đưa vàng để cho họ có bạc có vàng để lo cho con thơ cháu dạy. Mộc tinh nương nghe lệnh chị, con là mộc, mộc sinh ra cội, ra cây, ra lá, ra hoa. Lệnh mẹ truyền con xuống tận dương gian, không có cảnh cây khô cây heo, đó bao lời mẹ dạy con thấy thế nào? Thủy tinh nương nghe sắc lệnh, dạ con nghe lệnh mẹ. Con là thủy nương, là dòng nước ngọt xuống dương gian, tạo nước trong lành cho nhân gian, bá tánh được cậy nhờ. Con hãy ráng giữ cho mình được trong sạch, kể cả loài súc sinh thủy tộc cũng nhờ có con để làm nguồn sống. Con nên nhớ lời mẹ dặn, không nên làm bão loạn cuồng phong. Nước trên đồng, nước đầy trôi ra biển cả, giúp cho thuyền bè sống lặng gió êm. Ý con như thế nào? Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy. Hay lắm, quả nương con. Dạ. Con là quả dân, là ánh đèn soi sáng, cặp đèn hồng soi thâu đến diêu cung. Chốn dương gian, bá tánh cũng nhờ có con để nấu nướng thức ăn để sống. Nhờ có con làm ấm áp ngôi gia, nhờ có con soi sáng lúc đêm về. Thế cho nên con phải cố nghe lời của mẹ, đừng bái nhảy lung tung ở nơi nào nơi đó rõ ràng, đừng để cho bá tánh lao đao khốn khổ. Dạ, con đã nghe lệnh của mẹ. Thổ tinh nương nghe lời mẹ Phật. Con là thổ tinh nương, là đất, đất sinh ra ở chung dương gian, ranh nào giới đó rõ ràng. Con hãy giúp cho ngôi miếu càng lan rộng, cho ngôi đền càng sáng soi, độ cho nhà cửa càng cao, cho bá tánh được cậy nhờ. Bao lời hoàng mẫu lệnh truyền, ngũ vị tiên nương y giáo. Muôn Phật con xin y giáo phụng hành. Các con dâng lời hoàng mẫu diêu cung nhập điện.